Mời bạn số 1. Có vẻ là Trà My ấn tượng với bạn số 1. Dạ, tại vì đúng không? Tại vì có câu chuyện cái ai? 19 tháng 6. 19 tháng 6 lại. Ly cà phê và một cô gái. À dạ, thực ra đây là một người yêu cũ. À, mà em bây giờ vẫn còn rất là ấn tượng với bạn này. Nhưng mà thực ra thì thời gian thưa dần thì hai người có lý do thì cũng đã quên dần nhau chị. À. Quên rồi sao không xóa hình đi, kiếm người yêu mới để người yêu cũ làm chi? Dạ, tại vì đó cũng là một lý do để em đến với chương trình này ạ. À, để em tìm một bạn nữ có thể xóa hình giùm em ạ. À, em có một câu hỏi dành cho hai bạn là hai bạn nghĩ sao về việc mà khi mà đã chia tay rồi mà mình vẫn còn giữ hình của người yêu cũ ạ? À? Dạ, theo cá nhân của em á thì việc chia tay người yêu cũ mà còn giữ hình á thì cái đó giống như kiểu là mình tôn trọng người đó, mình coi đó như là một kỷ niệm đẹp thì mình giữ thôi, chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm. Ví dụ như chơi với em lâu lâu mở hình người cũ rồi giờ một cái được không? Cái đó là không được chị, nếu mà giữ thì giữ điện thoại vậy thôi, như kiểu kỷ niệm vậy thôi. Lâu lâu ví dụ mình nhớ hay là gì thì mình mở ra mình coi thôi chứ. Rồi còn Ngọc Hân? Theo em thì em không có thích bạn trai em để hình người yêu cũ trong điện thoại, tại vì em cảm thấy em không có được tôn trọng. Ngọc Hân này giống tôi. Bây giờ em hiền, em đền nã bận áo đầm. Dạ, thành ra em thấy Ngọc Hân giống em. Còn Trà My là không có giống em. Em là dẹp. Còn ví dụ trong hình, trong cái điện thoại là tôi riêng giống tư Hân đó. À, riêng tư. Tự nhiên lâu lâu đang nói chuyện mình, tự nhiên mở lên thấy người yêu cũ là không được. Và lý do tại sao em lại hỏi câu này chắc là phải có lý do. Số 1, trả lời cho chị. À, thực ra thì em thấy cái việc mà để hình người yêu trên điện thoại cũ, trên điện thoại thì em thấy cái vấn đề đối với em thì rất là bình thường. Thực ra là em muốn tìm một bạn nữ có thể thay em xóa những cái bức hình này ạ. À. Chân thật, tình cảm. Được, chấp nhận. Đưa tôi là tôi xóa sạch. Chà, hình người yêu cũ có bộ nhiều ha. Dạ. Thì em, cũng có nuôi một bé mèo. Nhưng mà bé mèo thì em lại tặng lại cho một người chị rồi ạ. Em bớt nuôi đồ lại xong rồi tặng gửi lại em ơi. Có bao giờ em nuôi có bồ rồi cho bữa nào em gửi một bạn không? Dạ. Chó thì gửi mẹ, con mèo thì cho ông anh. Dạ, cái vài bữa thì... con bồ của nó ơi bạn mày giữ bồ tao cái tao đi đâu du lịch tận về. Mất trắng nha em. Em đã từng có bạn gái chưa? Dạ từng ạ. Dạ. Rồi sao không tới nữa? Dạ tại vì em với bạn gái em chênh nhau khá là nhiều tuổi. Chênh nhau tới 4 tuổi lận chị. Thì là bạn em lớn hơn em hay em lớn hơn bạn em? Dạ, bạn lớn hơn. Bạn lớn hơn. Giống như quen chị vậy đó. Ồ, quan chị chắc ăn quá mà tại sao không chia tay? Dạ tại vì vì gia đình đó chị. Thì người ta không chấp nhận em tại vì em nhỏ tuổi hơn. Nhỏ tuổi quá dạ. Ha. Rồi thôi, sao? Sự nghiệp đi chị thấy anh Trương Thế Vinh đang rất là mê em. Bây giờ lấy số điện thoại để sáng tác cho ảnh vài bài. Sự nghiệp cứng rồi đó thì quen bạn gái có lớn tuổi hơn đi nữa gia đình ta cũng chấp nhận. Phải không Vinh? Em có quen được không? Quen gì chị? Quen bạn này được không? Quen gì chứ? Làm quen mua bài. À dạ. Làm quen mua bài. Dạ được vâng. Đây rất là sẵn sàng về vấn đề là mua bài là anh đã nói ngay từ đầu rồi nhé. Dạ. Tần số tình yêu mùa 2 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.